통 Hướng của lô đất này là hướng Tây Nam nha các bạn. Của nó là hướng là 240 độ là giữa tim nha các bạn. Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay chủ gửi bán một lô đất, diện tích của nó là 12 mét đúng không? 12 mét nhân 100 mét hả? Đúng rồi, 1008 mấy mà đúng không? 83 85 mét. 85. Đây là một lô đất chính chủ nha các bạn. Lô đất chính chủ rộng 12 mét, sâu của nó 100 mét. Trong đó là có 150 mét thổ cư. Lô đất này thì cái quỹ đất này là đang ở cái này là xã Ca Đô đúng không? Xã Ca Đô. Và huyện của nó huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Một lô đất rất đẹp nha các bạn. Đó, đây là đường bê tông. Đường bê tông này khoảng 5 mét nha các bạn. Đường bê tông 5 mét và cách đường bê tông này ra đường nhựa chính là nó khoảng 150 mét. Đó. Còn bán kính á. Bán kính của trung tâm và trường học, ủy ban các thứ thì nó khoảng một cây số. Tất cả các là trung tâm, chợ, trường học các thứ là đầy đủ, nhà thờ. Một siêu phẩm này cực kỳ đẹp. Giá này là giá cho các bạn là giá F0 nha. Chưa qua đầu tư, chính chủ gửi bán. Vị trí một lô đất rất đẹp nha các bạn. Khu vực này là khu vực đông dân cư nha. Các bạn thấy là tất cả mọi người thấy là khu vực đông dân cư. Gia đình là ở san sát nhau. Đó. Nói chung là ai mua và đầu tư hay làm kho xưởng hay là nhà ở đều rất thích hợp nha. Một lô đất này là siêu phẩm cực đẹp. Hiếm gặp. Khó tìm nha các bạn. 12 mét sâu 100 mét.